ngày 8 tháng 6, tuần lễ biển và hải đảo từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển, thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo, nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy những giá trị của đại dương. Hôm nay, cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, chúng ta có mặt tại khu vực làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, được Hội đồng Giải thưởng Cảnh quan châu Á lựa chọn và trao Giải thưởng Cảnh quan châu Á năm 2017 để tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam ngày 1 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 và phát động tháng hành động vì môi trường năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, duy trì và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa, khu dân cư văn hóa, gắn với việc thường xuyên tổ quốc tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, trồng cây xanh ở các tuyến đường, khu công nghiệp văn văn. Xem đây là trách nhiệm, việc làm thường xuyên hàng ngày của mọi tổ chức, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh. Ký cam kết việc phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn xã Tam Thanh. Xin trân trọng kính mời. Sau đây, xin kính mời đại diện các tập thể và các thành viên nhí trong tổ tự quản tình nguyện xanh nhí lên sân khấu để nhận giấy khen và hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Thăm buồn, xin trân trọng. Để chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng.